Đầu tiên sư phụ về Việt Nam sư phụ làm gì? Cứu nước Việt. Sư phụ nói sư phụ mời Bố Bùi Hiền làm bộ trưởng bộ văn hóa. Nào cũng cười. Giờ cho con hỏi, chấp con hỏi đó. Rồi giờ con hỏi cái gì? Nếu mà Việt Nam bây giờ cần là sửa là sửa cái gì cũng sửa hết. Cái nhà nó mục từ cái gột nó đã mục rồi. Gột tương lai cũng mục rồi. Kèo cũng mục rồi. Cái nóc thì giờ bay nóc rồi. Cái nóc là bò lãnh đạo giết nhau thì đâu còn cái nóc. Dân đâu có nương tựa lãnh đạo nữa, thể chế là toàn thế giới là tiêu rồi, là coi như là thể chế vô thần bú liềm là không có nóc rồi, cột cũng mục rồi. Bây giờ con nghĩ gì, nguyên cái nhà nó nát vậy đó, vách cũng không có nữa, vách tức là láng giềng tức là miên á, nó cũng giờ nó còn hơn mình nữa, Thái Lan hơn mình 70 năm nữa, rồi vách là Trung Cộng giờ nó cũng ghét mình á, tới 40-50%. Nhưng mà nó thất nghiệp nhiều quá cho nó làm nô tài thế giới đúng không? Mình phải mở cái chóp co từ tất cả thành Bắc đi học hết, thằng nào không có nghề. Ví dụ như mình tính ruộng đất ở nhà nó có nhiêu thì đúng một người thôi, mà dương thằng á ta cho mà vô chóp co tất cả cái thành, mở cái trường chóp co nuôi nó học nó 3 tháng, đem máy CNC, đem máy xe hơi cho nó học xe hơi, đem đồ hàng cho nó hàng, everything, thì mình lại có một lực lượng lao động. Thì nó có việc làm thì nó hết có chửi vô phụ, nó hết có vô nghị. Bây giờ mày không có học thức, bây giờ mày làm bằng tay được không? Dư sức thì thừa phích bằng cái đó. Thì nhưng mà trường chấp coi như Mỹ này nội trú vậy đó, mà dạy nghề thôi, chửi nó học không nổi nữa. Cái quan trọng nhất là cấm chất độc bia. Tất cả các vũ trường hay karaoke chỉ có thứ sáu với thứ bảy mày mở thôi. Thí dụ một vùng trong mấy cây số á, mở đường cái, nghĩa là mình chỉ cần người dịch tiếng Mỹ thành tiếng Việt, lấy hết những cái luật lệ của Mỹ nè, những cái regulation, những cái mà của Mỹ nó làm á, mà cái nào không thích hợp thì mình bỏ ra, dịch từ tiếng Việt thì thành của quốc gia của mình, đất của người ta á, ai mua là làm chủ luôn chứ không có chuyện 50 năm. Ai đẻ Việt Nam mới được làm chủ đất. Xì dầu mày không có đẻ, mày đưa người ta mướn tiền hả? Mày bán rẻ lại. Rồi mình muốn đem cái văn hóa mình thụt lùi trước 75, mình phải cho những người mà sống ở Sài Gòn mà ở hải ngoại á trở về mua lại với cái giá tượng trưng, để mình đem cái tiếng nói, cái tiếng văn hóa Sài Gòn, chứ Sài Gòn đâu phải người Sài Gòn, xác không có hồn mà mang xác người. Mà những cái mình phải làm thì sư phụ đã nghĩ là cách để sửa cái vô vô học vấn của nó, phải có cái trường chấp co con trường mà dạy nghề và bắt nó ở trỏng luôn vậy đó.